Đơn giản và đẹp là điều chúng ta dễ dàng nhận thấy ở công trình này. Tôi sử dụng những vật liệu đơn sắc, còn nếu như các bạn có thời gian nhiều hơn, hãy sử dụng những vật liệu tạo độ tương phản cao hơn. Chọn thùng sơn và chúng ta cùng nhau chọn vào đối tượng để chúng ta ốp những vật liệu còn thiếu. Tiếp tục chọn một dấu cộng này, sau đó chúng ta chọn những thanh lan can. Tôi sẽ ốp nó màu đen, tôi bấm vào. Bây giờ tôi giới thiệu các bạn vật liệu tiếp theo, đó là vật liệu tiêu chuẩn. Tôi bấm vào và các thông số cũng tương tự như phần tôi giới thiệu ở những vật liệu thư viện mà thôi, không có gì khác. Có một điểm khác hơn, đó là chúng ta có thể lưu vật liệu lại và load lên hoặc copy vật liệu. Và bây giờ tôi bấm qua bên này, kéo cho vật liệu này màu đen để tạo độ tương phản hơn giữa màu gỗ và màu đen này sẽ đẹp hơn. Sau đó tôi tiếp tục bấm dấu cộng và chọn những vị trí còn lại. Và tiếp tục bấm vào đây. Và qua đây tiếp, tôi sẽ dùng vật liệu tiêu chuẩn. Các bạn cũng có thể chọn map hình để xử lý. Còn đây chúng ta dùng màu đen thôi. Tôi tiếp tục cộng tiếp. Thanh cột đèn thì sao nhỉ? Tôi cũng cho màu đen. Chúng ta cộng tiếp một lớp nữa và bấm những thanh bên trên này. Chọn vật liệu tiêu chuẩn và qua bên màu. Bấm xuống dưới cùng. Kéo chút nữa. Ok. Tiếp tục ở bên trên. Ở phần trên này chúng ta cũng tương tự. Tôi đang cố tình sử dụng hai màu sắc tối giản nhất có thể. Những góc tường, cửa này tôi cũng dùng như vậy. Thật đơn giản phải không các bạn? Tôi nghĩ rằng nó vẫn đảm bảo vẻ đẹp cho chúng ta. Tôi nhấn phím W, zoom gần lại. Tôi cộng tiếp và chọn những phần đèn này. Tiếp tục. Cộng tiếp. Tôi tiếp tục bấm dấu cộng để ốp thêm những phần còn thiếu ở đây. Và cộng tiếp. Ốp kính những phần này. Các bạn chọn về custom và chọn phần grab. Tôi dùng các phím điều hướng để di chuyển xa hơn và thấy công trình chúng ta cũng tương đối hoàn thiện rồi. Tôi đánh dấu check này và kết thúc video.